Báo hoa mai mẹ đang dạy con mình cách mang con mồi lên cây. Để dạy cho đứa con của mình, báo hoa mai làm mẫu bằng cách đem xác con linh dương lên trên cây. Nhiệm vụ còn lại của báo con là tìm cách giữ con linh dương cố định ở trên cây là ổn. Tuy nhiên, sau một hồi lóng ngóng, báo con đã không thể giữ được xác con linh dương, khiến nó rơi thẳng xuống đầu báo mẹ. Tình huống hài hước xảy ra khi báo mẹ giật mình, nhảy bắn lên trên không trung trước khi kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.